Nào câu 17 này, đâu rồi, cái bút này đâu rồi. Đây, nhìn đây nhá, nhìn 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 nhìn, cái này mới hay này. Câu 17 là một câu rất hay này. Một cái hình vuông được ghép bởi 128 hình chữ nhật, có kích thước là 2 cm x 1 cm, tức là chiều dài bằng 2, chiều rộng bằng 1. Chúng ta sẽ cần phải tư duy như thế nào cho bài này? Cần tư duy này. Diện tích giảm đi bao nhiêu? Có nghĩa là chúng ta cần phải tìm đó là diện tích, à chu vi, xin lỗi, chu vi nào, chu vi của 128 hình ban đầu là bao nhiêu trừ đi chu vi của hình vuông mới, hình vuông to. Giơ tay lên nếu con hiểu rồi. Sẽ ra được chu vi giảm đúng không? Vậy thì chu vi của 128 hình chữ nhật là bao nhiêu? Dài là 2 cộng 1 tất cả nhân với 2 là ra được chu vi, đúng nhỉ? Dài cộng rộng nhân 2 ra chu vi một hình là mấy rồi? 6 đúng không? Sáu. Nhân với 128 hình bằng bao nhiêu? Được. 700. 768. Rồi. Đây là chu vi của 128 hình nhật. Thế bây giờ sử dụng 128 hình chữ nhật này ghép lại thành một hình vuông. Vậy bây giờ phải để ý cho thầy này. Có phải rằng một cái hình như thế này. Đây. Đây là thầy vẽ này đã phải lẽ ra trước. Rồi, hiểu ý không? Vậy thì hai hình chữ nhật ghép lại được một hình vuông đúng không? Cạnh này là bằng 2 này, cạnh này bằng 1 này, cái này là 1 này, cái này là 2 này. Vậy 2 1 cộng 1 bằng 2 chưa? Tạo thành một hình vuông chưa? Lâm hiểu ý không? Giơ lên nó con hiểu rồi. Rồi, vậy thì chúng ta có được là cứ hai hình chữ nhật tạo thành một hình vuông. Vậy suy ra là 128 hình chữ nhật sẽ tạo thành bao nhiêu? Sẽ tạo thành là 128 chia cho 2 bằng 64 hình vuông nhỏ. Hiểu ý không? Hình vuông nhỏ cạnh này là 2. Có đúng không? Lâm hiểu không? Mà 64 thì bằng là 8 nhân với 8. Tức là suy ra được là gì? Suy ra là điều này là gì nào? Có nghĩa là cạnh hình vuông lớn là 8 nhân 2 không? Bằng 16 cm đúng không? Có hiểu không? Một cái khối là 8 x 8 bằng 64. Thì suy ra cạnh hình vuông lớn sẽ là 8 cái khối đấy. 8 cái hình vuông nhỏ mà mỗi hình vuông cạnh là 2, vậy suy ra cạnh là 16 chưa? Có đúng không? Cạnh là 16 thì con sẽ suy ra được là chu vi hình vuông lớn sẽ là 16 nhân 4 đúng không? Đúng không? Thì bằng 64 chưa? Rồi. Vậy chu vi hình vuông lớn được tạo là 64. Thế thì suy ra được là chu vi giảm. Chu vi giảm là lấy tổng chu vi là 768 của 128 hình chữ nhật nhỏ và trừ đi 64, vậy ra là 704 chưa? Có bạn nào tích vào 704 không? Không có bạn nào tích vào thì không có kết quả nào đúng hết. Đúng phải là 704. Đấy, hay chưa? Một hình vuông nhỏ là bằng 2. Vậy là 8 hình vuông nhỏ là bao nhiêu? Đây thầy thu nhỏ lại cho con nhìn. Đây. Nó có 8 hình vuông nhỏ. Hiểu không? Đây. Đây là 4. Đây là 4. Là 2, đây là 2. Rồi. Vậy đây. Nó như này. Nó như này. Đây. Thầy vẽ mô phỏng thôi. Vậy thì cái này này. Cái này là bằng 2 này. Thầy thu nhỏ lại. Tức là cái này mình thầy sẽ ghép được đây.
không? Đây là Này một hình vuông nhỏ này. Và đây là một hình chữ nhật nhỏ này. Đây là một hình nhật nhỏ này. Hai hình nhật nhỏ ghép như này được tạo thành một hình vuông nhỏ. Hình vuông nhỏ cạnh bằng 2. Vậy 64 thì sẽ bằng là 8 nhân 8, mà 8 này nhân với 2 thì ra là 16. Con hiểu chưa? nghe Rồi ok. Còn ai chưa hiểu rồi. nào? Ok chưa? Rồi, đấy là câu số 7. Ai hỏi thêm câu gì khác hỏi đi. Các em chưa làm đúng hết 100 đâu. Mở những câu mình làm sai ra. Bạn Quốc Bảo đã nhanh tay lên đi. Câu hay câu hay Rồi, câu 24. con ra câu 24. Ra coi thử, ra tư hay ra tư 24 đâu nhau. 4 học chọn 15 học sinh. Trong một cuộc thi có 4 học sinh xuất sắc được lọt vào vòng trong, hỏi bao nhiêu khả năng? Tức là bao nhiêu trường hợp? Vậy thì các con phải thấy rằng là ở đây phải lấy là 15 nhân với 14 nhân 13 nhân 12 và chia cho 4, chia cho 3, chia cho 2, chia cho 1 thì sẽ bằng là 1.365 trường hợp. Lưu ý rằng chỗ dạng bài này, thế bây giờ thầy không phải cho 15 học sinh, thế được rồi, lấy vẫn lấy là 15 học sinh. Đấy Bạn thầy. Minh Huy tập trung. 15 học sinh bây giờ thầy có lấy là không phải là 4 học sinh mà thầy lấy 5 học sinh thì sao? Nếu như thầy lấy 5 học sinh thì thầy sẽ có được là 15 nhân 14 nhân 13 nhân 12 nhân 11. Và lúc này thầy phải chia cho 5, chia cho 4, chia cho 3, chia cho 2, chia cho 1. Được chưa? Đó mình hiểu chưa? Còn nếu đây là 18 thì lấy 18 nhân 17 nhân 16 nhân 15 nhân 14. Đấy. Mà cái 5 đó thì nhân 5, đây là 4 số nhân 4. Không, chia 4, chia 3, chia 2, chia 1. Ok chưa? Rồi, ok. Bạn Giang Trần Minh Huy có ở đấy không? Giang Trần Minh Huy học rất ít khi mà bật 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 cam, và không biết là con có học hay không mà con làm bài điểm của con rất thấp. Xong rồi đừng đổ lỗi cho thầy là dạy không hay. Lớp mình hiểu câu này chưa? Rồi ok, còn câu nào chưa biết nữa, tôi hỏi đi. Bạn làm mấy bạn làm sai mấy câu cơ mà. 84 điểm là sai 84 là còn 16, sai 4 câu cơ mà. Nhanh tay lên, hết giờ. Hỏi đi. Alo, nó mình nghe rõ không? Hỏi đi con. Rồi câu 25 ra 66 nha. Ok. Có ai cần Đó. câu 25 này nữa không? Có ai chưa biết là câu 25 không? À, con. Nó sao không hỏi? Con mới lục lại cái bài. Câu 25 có hai cách làm. Cách làm số 1. Các con, cách số 1. Tách ra thành 3 nhóm cho thầy. Nhóm 1. Nhóm 1 là những số, những cặp. Nhóm 1 là những cặp mà có tổng hai số là 50. Thì chúng ta có được tổng hai số là 50 mà bắt đầu từ 20. Vậy 20 cộng với 30 thì bằng 50. Và tiếp tục 21 mà cộng với 29 bằng là 50. Rồi là 22 lại cộng với 28 thì bằng là 50. Thấy không? 23 cộng với 27 thì bằng là 50. Còn gặp nào nữa Hai nhỉ? cộng hai sáu. Giỏi lắm, 24 cộng với 26 thì bằng là 50. Như vậy có tất cả chỉ là 5 cặp mà thôi đúng không nào? Hiểu chưa? Rồi. Có 5 cặp thôi nhá. Có 5 cặp là có kết quả tổng hai số bằng 50. Ok chưa? Rồi. Và chúng ta có một nhóm thứ hai. Nhóm 2 đó là một cái số, đó là số 25. Được không nào? Và một nhóm thứ ba. Nhóm 3 là gồm những số không thuộc nhóm 1 và nhóm 2.
Có nghĩa là nó phải bắt đầu từ số bao nhiêu nhỉ? 31. 31 đến 89. Thì 31 đến 89 là bao nhiêu số? 59 số. Đúng không? Được. Nên 89 này trừ đi 30. Hoặc 89 trừ đi 31 chia 1 cộng 1 thì ra được là 59 số. Đúng không nào? Rồi. Vậy bây giờ này, để ý chỗ này quan trọng này. Từ đây mà trong trường hợp xấu nhất mình lấy được 59 số của nhóm 3, mình lấy được một số của nhóm 2 và mình lấy được 5 số. 5 số nào? Nhìn đây này. 5 số bên này của nhóm 1 hoặc 5 số bên này, chỉ chọn một trong hai thôi. Như vậy mình có được đây là cộng thêm 5 số nữa thì lúc này chúng ta mới có được là 65 số. Có đúng không ạ? 65 số này thì chưa có hai số cộng lại với nhau bằng 50. Như vậy để chắc chắn con phải lấy thêm một số nữa thì sẽ là 66 số. Và lúc này con sẽ chọn vào đáp án đó là câu này. Câu B này. Được chưa? Đấy là cách số 1. Cách số 2 nhanh hơn rất nhiều. Nào, cách số 2 là gì mà thầy lại nói là nhanh hơn? Cách số 2 ấy, các con chỉ cần lấy tổng số các số nguyên mà họ đề bài cho 70. Con trừ đi Từ số 5 trừ đi 5 chục năm cách cộng một. cộng với 1 bằng 66. Xong. Đây là hai cách làm siêu đỉnh cao nhé. Rồi, ok nha. Đấy là chúng ta đã xong cái lớp học của mình đến buổi ngày hôm nay. Được nào? Và hôm tới các con sẽ tham gia cái kỳ thi chính thức vòng loại nhá. Rồi, hẹn gặp lại các em ở vòng chung kết quốc gia. Hãy vượt qua vòng loại trước, được không? Cho các học không ạ? Rồi, thầy đang dự kiến là tuần sau sẽ học tiếp theo kế hoạch dự kiến nhá. Để thầy sẽ báo thông báo lại cho chúng ta nhá. Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào tuần sau.